Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh của mình. Để những cây hoa lan khi chúng ta trồng ở môi trường bên ngoài, cây phát triển được khỏe mạnh, có được rất nhiều mầm hoa, những nụ hoa sẽ được phát triển nhiều hơn, cây luôn khỏe mạnh. Các bạn hãy đặt cây ở những nơi có ánh sáng như là ban công, cửa sổ hoặc mái hiên, tránh nắng chiếu trực tiếp. Điều này sẽ giúp cho cây quang hợp được tốt hơn, hoa sẽ nở nhiều, tươi đẹp rực rỡ. 15 ngày một lần, các bạn hãy tưới nước cho cây. Chúng ta cho thật nhiều nước vào. Và các bạn hãy để trong khoảng thời gian 30 phút. Để giúp cho những chiếc rễ chuyển sang màu xanh thì các loại phân bón sẽ dễ dàng hấp thụ được tốt hơn. Vào những ngày mùa hè, khi nhiệt độ lên cao, cây sẽ bị mất nước rất nhiều, nên các bạn thực hiện việc phun sương để giúp cho những chiếc lá được hấp thụ độ ẩm đầy đủ, và những chiếc lá sẽ luôn căng bóng và khỏe mạnh hơn. Và đây cũng là cách để giúp cho những cây hoa lan của các bạn, những chiếc lá không bị héo. Sau đó các bạn lấy cây ra. Và chúng ta không được bón quá nhiều phân trong một khoảng thời gian quá ngắn, cây sẽ rất khó hấp thụ. Sau đó các bạn sử dụng vỏ của 2 củ hành có chứa rất nhiều vitamin A, C và E và các khoáng chất khác như là canxi, kali, phosphor. Rất giàu các chất chống oxy hóa và giúp cho những cây hoa lan và các loại cây trồng khác nhanh ra rễ và phát triển rất nhanh. Mình có chia sẻ rất nhiều cách khác nhau, các bạn có thể xem và lựa chọn những cách làm nào mà phù hợp nhất. Các bạn cho vào 400 ml nước đun sôi. Chúng ta chỉ chờ cho nước này nguội là các bạn có thể sử dụng được ngay. Trong thời gian chờ đợi, mình chia sẻ cho các bạn cách thay chậu một cây hoa lan để giúp cho cây nhanh phát triển, khỏe mạnh. Các bạn cần gỡ bỏ hết chất trồng cũ ra khỏi cây. Chúng ta cắt bỏ hết những rễ bị hư và những rễ khô. Loại bỏ những chiếc lá bị hư ra khỏi cây. Sau khi nước đã nguội, các bạn hãy lọc lấy nước này. và chúng ta cho thêm vào 2 lít nước. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây 2 tuần một lần. Và cách làm này sẽ giúp cho bộ rễ của cây phát triển rất nhanh. Các bạn hãy để như thế này trong 30 phút. Và với cách làm này, bộ rễ của cây luôn được bảo vệ khỏi nấm và vi khuẩn rất hiệu quả. Cây sẽ luôn xanh tốt. Các bạn có thể cho nước này vào bình phun. Nếu các bạn trồng ở môi trường bên ngoài thì vào những lúc thời tiết khô ráo, chúng ta sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Và các bạn nhớ phun dưới mặt lá. Cách làm này sẽ ngăn sự phát triển của các loại côn trùng, giúp những chiếc lá được bảo vệ tốt hơn. Và trong khoảng thời gian ngắn thì những chiếc lá này sẽ khô trở lại rất nhanh. Và những loại côn trùng thường làm cho những chiếc lá rất dễ bị tổn thương như thế này. Thì khi các bạn làm điều này, cây của chúng ta sẽ luôn được bảo vệ tốt hơn. Còn nếu chúng ta trồng trên những loại chậu như thế này thì các bạn vẫn phun lên lá. Vì không được để ở môi trường bên ngoài nên các bạn phải lau cho những chiếc lá thật khô. Và với những cây hoa lan thay chậu, các bạn vẫn phải làm điều này để khi trồng lại thì cây sẽ phát triển và phục hồi rất nhanh. Sau đó các bạn hãy trồng lại cây. Khi mới trồng, các bạn hãy đặt cây ở nơi mát. Trong vài ngày, khi cây đã phát triển và có được nhiều rễ mới hơn, các bạn hãy cho cây ra ánh sáng để giúp cây phát triển tốt hơn. Và tưới nước vừa đủ ẩm. Và sau 30 phút, các bạn hãy lấy chậu cây ra. Đến lúc này, những chiếc rễ đã hấp thụ được đầy đủ những dưỡng chất cần thiết nhất. Chúng ta hãy đặt cây ở những nơi có ánh sáng. Mình có chia sẻ nhiều phụ đề bằng những ngôn ngữ khác nhau. Các bạn có thể xem và lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp nhất. Xem thấy hay, Nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.